Phạm Kim Huệ là một trong những phụ công xuất sắc nhất mà bóng chuyền Việt Nam đã sản sinh ra. Điều này có lẽ không cần phải bàn cãi. Hãy nhìn vào những gì chị đã làm được trong gần 20 năm qua để trở thành một gương mặt thể thao được mến mộ hàng đầu của thể thao nước nhà. Có thể, với nhiều người, đó là một sự nghiệp thành công đầy viên mãn. Nhưng với Phạm Kim Huệ, mọi thứ sẽ thật trọn vẹn nếu giấc mơ xuất ngoại thi đấu thành hiện thực. Mong muốn là được một lần xuất ngoại đi đánh thuê cho các câu lạc bộ nước ngoài. Và bản thân em cũng cảm thấy là mình cũng nỗ lực hết sức để làm sao mà được câu lạc bộ nào đấy dòm ngó. Mà thực sự là cũng có câu lạc bộ cũng để ý và đánh tiếng đến rồi, nhưng mà chắc là do cơ duyên hay sao mà bản thân em cũng chưa một lần nào được xuất ngoại. Và điều đấy cũng cảm thấy là có chút hơi tiếc nuối trong quãng đời sự nghiệp thể thao của em. Thật khó để tìm ra một tay đập ở tuổi 33 lại có thể giành được danh hiệu vận động viên xuất sắc toàn diện. Đó cũng chính là lý do khiến những người yêu thể thao Việt Nam cảm thấy thật tiếc nuối khi được nghe những lời tâm sự của Huệ. Nếu như vòng 2 của các câu lạc bộ Thái Lan họ có nhã ý mời em thì em sẽ tiếp tục thi đấu cho đến hết giải vòng 1 quốc gia 2016 của Việt Nam mình. Còn nếu như họ không mời em thì chắc đây sẽ là giải cuối em giã từ sự nghiệp. Thực sự là bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng cần thời gian dành cho gia đình. Thế nên là mình lên biết điểm dừng. Chứ còn nếu như mà cái đam mê và cái nhiệt huyết của em ấy, thì chắc là em chưa muốn dừng đâu. Việc các đội bóng hàng đầu Thái Lan muốn có Kim Huệ trong đội hình là điều hoàn toàn có thật. Và mới đây nhất là câu lạc bộ Danish Nongrua. Nhưng mọi chuyện lại bị đổ vỡ ở phút chót. Việc một vận động viên có tài năng như Kim Huệ có hoài bão thể hiện mình tại các sân chơi quốc tế là nguyện vọng chính đáng. Nó tốt cho bản thân vận động viên và có lợi cho sự phát triển của bóng chuyền nước nhà. Tiếc rằng vẫn có những cơ chế, sự ràng buộc khiến nhiều giấc mơ tương tự như của Kim Huệ chưa thể thành hiện thực. Và đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cũng cảm thấy là mình cũng nỗ lực hết sức để làm sao mà được câu lạc bộ đấy nào đấy dòm ngó. Mà thực sự là cũng có câu lạc bộ cũng để ý và đánh tiếng đến rồi, nhưng mà chắc là do cơ duyên hay sao mà bản thân em cũng chưa một lần nào được xuất ngoại. Và điều đấy cũng cảm thấy là có chút hơi tiếc nuối trong quãng đời sự nghiệp thể thao của em. Thật khó để tìm ra một tay đập ở tuổi 33 lại có thể giành được danh hiệu vận động viên xuất sắc toàn diện. Đó cũng chính là lý do khiến những người yêu thể thao Việt Nam cảm thấy thật tiếc nuối khi được nghe những lời tâm sự của Huệ. Nếu như vòng 2 của các câu lạc bộ Thái Lan họ có nhã ý mời em thì em sẽ tiếp tục thi đấu cho đến hết giải vòng 1 quốc gia 2016 của 20 năm qua để trở thành một gương mặt thể thao được mến mộ hàng đầu của thể thao nước nhà. Có thể, với nhiều người, đó là một sự nghiệp thành công đầy viên mãn, nhưng với Phạm Kim Huệ, mọi thứ sẽ thật trọn vẹn nếu giấc mơ xuất ngoại thi đấu thành hiện thực. Mong muốn là được một lần xuất ngoại đi đánh thuê cho các câu lạc bộ nước ngoài và bản thân em. Phạm Kim Huệ là một trong những phụ công xuất sắc nhất mà bóng chuyền Việt Nam đã sản sinh ra. Điều này có lẽ không cần phải bàn cãi. Hãy nhìn vào những gì chị đã làm được trong gần Việt Nam mình. Còn nếu như họ không mời em thì chắc đây sẽ là giải cuối em giã từ sự nghiệp. Thực sự là bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng cần thời gian dành cho gia đình. Thế nên là mình lên biết điểm dừng. Chứ còn nếu như mà cái đam mê và cái nhiệt huyết của em ấy, thì chắc là em chưa muốn dừng đâu. Việc các đội bóng hàng đầu Thái Lan